ái là hình hình là cầu kính ái Chúa Giêsu, còn hình bên phía trái là hình Ba-la-ba, đền thờ này được xây vào thời kỳ Phật Tử Khôn, và sau đó dòng họ của tôi đã mua lại. Đền thờ đầu tiên Chúa Giêsu bị xây dựng ở đây. Thank you.